Chris Hemsworth có nguy cơ cao mắc bệnh Alzheimer. Tài tử Thor Chris Hemsworth tiết lộ anh mới được xét nghiệm mang loại gen có thể phát triển bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ cao gấp 8 đến 10 lần người bình thường. Trong series truyền hình Limitless trên Disney, Chris Hemsworth thảo luận về các thách thức với sức khỏe thể chất và tinh thần của anh. Bác sĩ Peter Ochia cho biết nam diễn viên 39 tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh Alzheimer. Chúng tôi đã thực hiện mọi xét nghiệm máu về vấn đề này. Anh có hai bản sao của gen APOE4, một bộ từ mẹ và một bộ từ cha của anh, tiến sĩ Peter Ochia nói. APOE4 là gen có mối tương quan chặt chẽ nhất với sự phát triển của bệnh Alzheimer, tuy nhiên, hiện chưa có nhiều thông tin về nó. Theo Vanity Fair, chỉ 2-3% dân số mang bản sao gen APOE4 từ cả bố lẫn mẹ. Chris Hemsworth không khỏi lo lắng trước điều này. Anh tâm sự, ý tưởng rằng tôi sẽ không thể nhớ cuộc sống mình từng trải qua, hoặc vợ tôi, các con mình, có lẽ đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Ngôi sao loạt phim siêu anh hùng của Marvel tiết lộ rằng ông của anh từng mắc bệnh Alzheimer, ông ấy không nhớ chúng tôi, các cháu của ông, là ai, thậm chí không nhớ cả các con của mình trong nhiều năm. Thật đau lòng, bác sĩ cho biết sẽ tư vấn để Chris có thể giảm thiểu rủi ro. Bản thân tài tử cũng đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa chứng mất trí nhớ. Tôi cảm thấy biết ơn vì biết các công cụ để chuẩn bị tốt nhất cho bản thân và ngăn chặn mọi thứ xảy ra theo cách đó. Lợi ích của các bước phòng ngừa sẽ tác động đến phần còn lại của cuộc đời bạn, Chris chia sẻ trên tờ Vanity Fair. Khi có khuynh hướng bị bệnh này, cần quản lý giấc ngủ. Sự căng thẳng, dinh dưỡng và thể dục vận động, Chris Hemsworth hy vọng câu chuyện của anh sẽ có ảnh hưởng đến những người khác để chăm sóc bản thân tốt hơn. Chris Hemsworth sinh năm 1983 tại Melbourne, Australia trong gia đình có 3 anh em trai. Bố mẹ không làm trong lĩnh vực giải trí nhưng Chris và hai anh em trai Luke Liam Hemsworth đều trở thành diễn viên. Anh nổi tiếng với loạt phim Thor, Avenger và những bộ phim hành động khác như Snow White and the Huntsman, Men in Black, International, Extraction. Tài tử kết hôn với nữ diễn viên Tây Ban Nha Elsa Pataky hơn anh 7 tuổi và có 3 người con là India 10 tuổi, cặp song sinh Sasha và Tristan 8 tuổi. Gia đình Chris Hemsworth hiện định cư ở vịnh Byron, Australia.